Quán niệm trước khi tụng kinh. Xin đại chúng trở về với hơi thở và để cho năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông không còn cách biệt. Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, xứng tụng như một người, lắng nghe như một người và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hư.